Hi, xin chào tất cả các bạn. Kính thưa các bạn, trong thời điểm hiện tại thì các bạn thân biết có rất là nhiều người sử dụng Wi-Fi, hầu hết là 70-80% là sử dụng Wi-Fi. Và cái vấn đề Wi-Fi yếu hoặc là Wi-Fi chập chờn làm cho chúng ta rất là ức chế. Đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm. Và hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái cách mà để chúng ta có thể, một cách nhỏ để chúng ta có thể khắc chế được cái Wi-Fi nó chập chờn hoặc là Wi-Fi yếu các bạn nhé. Và cái ứng dụng này khi mà các bạn tải về nó có hiệu quả như sau thì mời các bạn cùng mình trải nghiệm thử cái ứng dụng này nó như thế nào các bạn nhé. Ok, ứng dụng ngày hôm nay có cái tên là Netgear. Chúng ta sẽ vào phần CH Play. Ở trên chiếc điện thoại xài hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ bấm vào chữ Netgear các bạn nhé, hoặc là hệ điều hành iOS của iPhone, Netgear. Đó. Chúng ta sẽ thấy nó đề xuất lên như thế này, Netgear Wi-Fi Analytics. Và trước khi tải cái ứng dụng này về, chúng ta sẽ tìm hiểu thử cái Netgear là như thế nào các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào Google Chrome nhé. Rồi chúng ta sẽ bấm vào chữ Netgear, tìm hiểu thử cái Netgear là cái gì. Netgear. Ok, search thử Netgear nhé. Đó, các bạn thấy nè, những cái bộ phát Wi-Fi của Netgear cái giá tiền nó rất là cao bạn nhé, mấy triệu không, thấp nhất là cũng vài triệu các bạn nhé. Thì cho thấy rằng cái hãng này nó sử dụng những thiết bị này nó tốt như thế nào. Đó. Rồi mình tìm hiểu sơ như thế thôi. Còn ứng dụng Netgear thì chúng ta đã biết chính hãng của Netgear luôn các bạn nhé. Bây giờ Netgear Wi-Fi Analytics các bạn cứ đánh như thế, hoặc là mình để cái đường dẫn ở dưới phần mô tả và phần bình luận, các bạn cứ tải về nhé. Đây, cái dòng đầu tiên trên cùng, Netgear Wi-Fi Analytics, nó sẽ có vòng màu cam, màu xanh, có chữ N ở giữa, chúng ta sẽ tải về. Cái ứng dụng này chỉ có 600 kg thôi các bạn nhé, rất là nhẹ luôn. Nó không có ảnh hưởng gì đến cái máy chúng ta nặng hết. 600 kg, chúng ta tải về và cài đặt thử xem nó hiệu quả như thế nào các bạn nhé. Thì mình đã đánh giá là nó có một phần khá là tốt. Ok, chúng ta sẽ cài đặt nè. Ứng dụng này của hãng Netgear luôn các bạn nhé. Nó viết để đo kiểm tất cả sóng Wi-Fi đồ các thứ. Ok, mở lên thử xem nào. Xây dựng một phiên bản cũ hơn, kiểm tra bản cập nhật. Chúng ta cứ nhấp vào OK nè. Và ở giao diện ban đầu chúng ta thấy nó như thế này, chúng nó không đo được các bạn nha. Các bạn nhớ khi tải về các bạn phải mở cái phần vị trí của mình lên, cái phần vị trí, chia sẻ vị trí của mình trên chiếc điện thoại của mình lên thì nó mới đo được các bạn nhé. Đó, các bạn thấy nè. Mình chờ xíu cho nó đo kiểm các bạn nhé. Đó. Ở đây nó mức độ là nó ở chữ good thôi, nó chưa tốt lắm các bạn nha. Nó đo tín hiệu là 53 dBm. Tức là ở chữ good thôi, nó chưa tốt. Và khi mà lên chữ best thì tuyệt vời rồi. Cái ứng dụng mình sorry các bạn, tức là cái wifi của mình nó chưa thực sự là tốt lắm. Ok, đó là các bạn thấy cái hành ngang ở phía dưới màn hình các bạn nha, có hành ngang. Đó, cái nhà này là để chúng ta đo kiểm hoặc là đặt phòng khách, phòng ngủ để chúng ta test thử wifi nó, tín hiệu wifi bạn nha. Ta nhấp vào wifi nó sẽ lần lượt hiện lên những cái wifi bên cạnh nhà chúng ta. Mình cứ chờ xíu cho nó quét các bạn nha. Ok, và cái ứng dụng này á, thì mình đánh giá cao nó ở cái phần này. Nó có hình giống một chiếc đĩa VCD hồi xưa các bạn nhé. Đó, ở trong cái này. Đó, nó được đánh giá cao là mình đánh giá cao cái này. Tại vì các bạn biết sao, khi chúng ta sử dụng wifi thì xung quanh nhà chúng ta, nếu mà bạn ở chỗ mà đông dân cư hoặc là những căn hộ gì đó thì nhiều cái wifi thì những cái channel á các bạn, ở đây mình nói đến cái channel nha, có khi mình nhầm lẫn qua cái tần số thì các bạn thông cảm nhé. Mình nói đến cái vấn đề channel, nếu mà trùng cái channel á, nó trùng với nhau thì nó sẽ triệt tiêu sóng wifi lẫn nhau, thì các bạn lưu ý điều đó giúp mình nhé. Bởi vậy cái ứng dụng này mình đánh giá khá cao, nó là nó đề xuất cho mình những cái channel nào mà sử dụng tốt nhất. Đó các bạn, ở đây mình đang sử dụng là các bạn thấy nè, số 6, và nó đề xuất cho mình cái channel tốt nhất là 6, 10, 12. Đối với những chiếc wifi thì channel này nó để auto các bạn nha. Tuy nhiên chúng ta sống trong một cái môi trường mà nhiều wifi thì nó sẽ trùng sóng với nhau, tức là nó sẽ triệt tiêu wifi với nhau, làm cho wifi chúng ta yếu hoặc là chập chờn. Có nhiều khi các bạn biết vào những cái khu nhà trọ, người ta mỗi phòng một cái wifi rất là nhiều, và cái channel này nó triệt tiêu sống với nhau thì làm cho cái wifi người ta sử dụng rất là yếu. Vì vậy mình phải bắt buộc phải đổi cái channel này các bạn nha. Ở đây nó hiển thị lên cho mình số nè, channel 6, 10, 12 là tốt nhất. Và các bạn lưu ý nha, cái channel này nó có thể thay đổi các bạn nha. Tại vì nó sẽ lần lượt nó quét. Có khi nó quét thì những cái channel nào tốt nhất nó sẽ đưa lên đây. Thì mình cứ đổi cái channel theo 6, 10 hoặc 12 này các bạn nhé. Đó, 6, 10, 12 là channel tốt nhất. Đó, mình đánh giá cao, khá cao cái ứng dụng này là nó cho mình biết cái channel nào là thể hiện sự tốt nhất. Và bây giờ mình sẽ đổi cái channel vào cái modem đổi channel các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ vào đổi channel nha. Có thể mình hơi dài dòng chút xíu nhưng mà dành cho các bạn nào không biết đổi channel wifi. Đó, chúng ta đã kết nối wifi rồi. Việc đầu tiên thì chúng ta cứ nhấp vào 192.168, tức là truy cập vào cái modem á, 268.1.1. Ok, mình đang sử dụng cái hệ điều Android và nhiều khi cái này nó bị, mình phải xóa cái lịch sử mình mới vào được cái modem các bạn. Không biết là nó bị lỗi như thế nào, chúng ta cứ xóa cái lịch sử việc web đi. Tại vì mình bị nhiều lần rồi, mình xóa nó mới cho mình vào được cái modem. Mình không biết là nó chôm này nó như thế nào, nó bị lỗi hay là mình chưa tìm hiểu vấn đề này. Ok, chúng ta cứ xóa lịch sử và nhấp vào thử xem các bạn nha. Đó, các bạn hãy xóa lịch sử cái vào liền ha. Còn mình đợi thì nó không vào được, không biết lỗi gì. Password admin, tên admin password thì các bạn biết rồi, mình đã nói rất là nhiều lần. Mỗi địa bàn thì nó sẽ có, sorry các bạn, để mình nhập lại cẩn thận. BASSWD2A cộng. Mỗi địa bàn thì có cách đặt khác nhau, thì các bạn nếu mà không biết thì các bạn vui lòng hỏi tổng đài hoặc hỏi kỹ thuật nha. Các bạn hỏi mình cũng không biết đâu. Tại vì mạng VNPT thì bắt buộc khi mà đăng nhập lần đầu tiên thì bắt buộc phải đổi cái mật khẩu, và tùy theo mỗi tỉnh thành, mỗi khu vực thì đặt cách khác nhau. Ok, nhập password rồi chúng ta sẽ login vào nè. Channel ở đâu? Chúng ta sẽ vào phần wifi các bạn nhé, network setting nè. Đối với mạng VNPT, mỗi cái nhà mạng thì mỗi cái modem thì nó có cách đăng nhập khác nhau, cách đổi channel khác nhau các bạn nhé. Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn là cách đổi channel trên 040. Vào phần wireless nè ha, vào phần advanced nè. Đó, nó đang ở channel 6. Và lúc nãy cái ứng dụng mình nó cho phép chúng ta đổi được, để mình xem lại cái 6 mấy quên, 12. Sorry các bạn nha, chúng ta sẽ quét lại xem nó cho mình đây 6, 8, 12 các bạn nhé. Cái đây là những cái channel tốt nhất. Ở đây là mình sử dụng là hiện tại wifi gần đây nó có rất là ít các bạn nhé. Nó có chỉ có vài cái wifi thôi. Tuy nhiên các bạn ở trong khu nhà trọ hoặc là ở vùng đông dân cư thì chắc hẳn là cái wifi rất là nhiều. Bởi vậy nó bị trùng cái channel, nó triệt tiêu sóng wifi lẫn nhau thì nó làm cho wifi chúng ta bị yếu. Thì cách tốt nhất là chúng ta nên đổi wifi theo cái này. Đó, ở đây nó yêu cầu đã là 6, 8, 12. 6, 8, 12 thì chúng ta đang ở 6 rồi, khá là tốt rồi các bạn nhé. Ở đây là mình để channel luôn, không có auto các bạn nhé. Channel luôn, không có auto. Tại vì mỗi cái chiếc wifi thông thường nó để chiếc auto để nó lựa chọn cái sóng wifi, cái channel tốt. Tuy nhiên nhiều khi nó bị trùng thì chúng ta cố gắng đặt cái wifi, đặt cái channel cho nó tương thích với lại cái ứng dụng này thì mình tin chắc là cái wifi của bạn sẽ được cải thiện phần nào các bạn nhé. Ở đây 6 rồi, mình cái wifi của mình 6 rồi, mình không cần phải đổi nữa các bạn nhé. Đó, cái ứng dụng ngày hôm nay đó là mình nói về cái vấn đề là liên quan đến cái chuyện đổi channel các bạn nhé. Có thể mình nói khá nhiều, các bạn thông cảm nhé. Tại vì cái channel này nó làm cho chúng ta nhiều khi nó triệt tiêu sóng wifi, mình đi xử lý mình gặp rất là nhiều. Nó triệt tiêu sóng wifi. 6 rồi, bây giờ mình sẽ đo kiểm thử cái wifi của mình coi tốc độ nó bao nhiêu. Bit test nè. Vào bit test, test thử xem nè. Ok, test luôn nè. Đường truyền của mình là 32 MB các bạn nhé. 32 MB. Ừ, 32 MB thì test lên được khoảng 35-36 MB các bạn nhé. Nhà mạng VNPT lúc nào cũng vậy. Tốc độ lúc nào cũng phải dư cho bạn chứ không bao giờ mà bị thiếu đâu. Bởi vậy các bạn không cần phải lo ngại về cái vấn đề mà bớt băng thông. Có nhiều người sợ là bị cắt xén, bị bớt băng thông các bạn nha. Không có đâu. Rất là ok luôn các bạn, hãy upload lên gần 40 MB luôn ha. Đường truyền của mình chỉ 32 MB thôi các bạn. Ok. Như vậy thì cái Nói rút lại là cái Wi-Fi Analytics này là của hãng Netgear và nó được mình cảm nhận qua cái ứng dụng này, đó là chúng ta sẽ thay đổi theo cái channel đó. Các bạn thấy nè, cái channel bây giờ nó mất số 8 mà các bạn nha, tại vì nó quét liên tục. Thì cứ khi nào các bạn cảm thấy cái wifi của mình yếu thì các bạn cứ vào đây quét và nó đề xuất cho chúng ta cái channel nào là tốt nhất thì chúng ta cứ đặt cái channel theo nó là ok. Tại vì các bạn thấy chữ best này ha, ở đây mình chỉ có ít wifi ở xung quanh mình thôi nha, chứ các bạn ở khu đông dân cư thì rất là nhiều wifi, nó sẽ hiển thị rất là nhiều đó. Như vậy rồi các bạn cứ tải về và thử thì kiểm tra thử test cái wifi của mình xem nó ổn định hơn không nhé. Nếu mà sửa lỗi khắc phục được cái wifi tình bạn chập chờn thì bạn cũng có thể comment phía bên dưới và bình luận phần bình luận để cho mình và các bạn khác cùng tham khảo xem thử kết quả các bạn test như thế nào. Rồi video ngày hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.